Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. Good morning Sunshine, xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cà Phê Sáng. Ngày hôm nay đầu tuần sáng thứ hai cùng với anh Kevin Ngô, anh Phụ Kiểm và Tường Minh. Mời quý vị thức dậy uống cà phê, trời lạnh quá. Xin chào tất cả quý vị, chào hai anh. Kính chào quý vị khán thính giả của Việt Radio TV. Chào anh Phụ Kiểm, chào Tường Minh. Ok, kính chào tại Ngô, quý khán thính giả, chào cô ăn cà phê và... anh Kevin Ngô, nhân tiện đây tôi cũng xin báo luôn. Đề tài ngày hôm nay rất là hấp dẫn. Không biết là cái gì, nhưng mà trước khi mà vô chương trình đó, tôi nghe cô hàng cà phê và ông khách sộp đang cân nhắc chọn đề tài gì. Và tôi không biết nội dung, nhưng mà thấy hai người mà trao đổi với nhau đó, tôi đoán thôi, chắc chắn sẽ là hấp dẫn. Quý vị cứ nhớ coi và nghe cho tới cuối chương trình. Tới coi và nghe tới cuối chương trình hả? Dạ, tại vì nó có một cái thì nó cũng serious, một cái thì nó cũng vui thôi. Thành thử ra không biết là mình sẽ khởi đầu cái đầu tuần nó như thế nào để cho nó vui. Có nhiều người thì thích vui vẻ nói chuyện phím trong cái khởi đầu của một ngày để cho một ngày đó vui, rồi sau đó đó giống như là dược sĩ Diệu Thảo có gọi cho Tường Minh đó chứ. Ui, Việt TV chọn chương trình quá hay. Phải sao? Sáng thì mình nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện xã hội, chuyện thời sự, chuyện tào lao, đủ thứ chuyện hết. Thì đúng rồi, để khởi đầu cho một ngày mới, tối thì mình nghe chuyện thuốc của dược sĩ Diệu Thảo. Đi ngủ người ta mới nghĩ tới sức khỏe, phải lâu uống thuốc, đi ngủ cho có sức khỏe. Chứ mà nếu mà đổi hai chương trình ngược lại, chắc không ai gọi. Sáng mà mới mở mắt dậy mà nghe chuyện thuốc là chắc không ai muốn nghe rồi. Dạ. Hôm nay thì Houston hơi lạnh. Có thính giả hỏi Houston sáng nay 50 mấy độ, bắt đầu có không phải là chớm thu nữa mà mùa thu thực sự đã đến hả? Chỉ có ngày hôm nay thôi, mấy ngày sau thì cũng sẽ ấm lại. Cuối tuần rồi sao hai anh, trước khi mà em vô đề tài để cho anh Kiểm, anh với anh Kevin đã nói nãy giờ, anh ngồi im, anh ngó qua, anh ngó lại. Ai ngó qua, ai ngó lại. Không, từ lúc mà em coi cái news tuần rồi á, okay. Có một cái ở Illinois, có một cái người phụ nữ single mom 28 tuổi bắn chết cái ông kia. Lý do là ông từ chối hôn hơn. Thôi ơi. Mà cái đó đâu dám đi ra đường đâu, sợ người nào họ hỏi cái mình sợ bị bắn chết. Cái là cái gì? Đùa đây. Dạ, sợ chưa? Ra. Anh làm nêu, đáng lẽ là mấy cái tin này là anh phải biết nhanh chứ. I have no time to die. Dạ, phim mới. James Bond. My name is James. I have no time to die, nhưng mà không hôn. I have no time to hôn là sẽ bị die. Hôn thì hôn. Dạ, đó, cô cái anh không đó. Hôn bị anh đạn sao? Thì đó. Sao kỳ vậy? Nhưng mà nếu mà tôi chọn tin này tôi loan, tôi lại bị thêm một cục đá ông Kiểm, sao là toàn là lựa những cái tin mà có cái tính cách coi như là sách vở hoặc là gì đó dục tính, hôn hít đồ không, mà không có tin nào cho nó ra hồn, không có cái tin nào cho nó nghiêm chỉnh hết. Nhân cái tin của anh Kevin đưa đó thì Tường Minh nhớ có một ai đó đã gửi cho Tường Minh một cái câu như thế này. Nó rất là hợp với lại cái tin của anh Kevin đưa luôn. Đàn ông thà chết mang chôn còn hơn sống chẳng biết hôn đàn bà. Ha. Đàn ông thà sống tới già còn hơn yêu phải đàn bà không hôn. Sao anh cười? Cô hàng cà phê này cũng có khiếu làm vè.
cái này là của thiên hạ, tụi mình chôn thôi. Đàn ông thà chết đem chôn còn hơn sống mà chẳng biết hôn đàn bà đấy. Bởi vậy bị bắn đâu phải rồi, lần sau nhớ cái đó này là nha. Nếu mà nhớ, nói nhớ political đồng correct đó, là cũng sai đó nha. Sao sai? Đàn ông có nhiều ông bây giờ không biết hôn. Không, không phải họ không biết hôn, họ không thèm hôn đàn bà mà họ hôn đàn ông. Ông Bộ trưởng Bộ Vận tải Giao thông Vận tải, ông Peter Buttigieg đó. Đó, cho nên political correct đó thì, là phải nói đó. Nhưng mà vậy thì là phải sửa lại là đàn ông thà chết đem chôn còn hơn sống mà chẳng biết hôn ai đó. Chẳng biết hôn chẳng là biết gì hôn, tới đó là được rồi. Hôn là à, nó phải có vận chứ anh. Yeah. Nhưng mà còn tới hôn đó là sống chẳng biết hôn là gì đó. Nhưng mà đàn ông mà thà sống tới già còn hơn yêu phải đàn bà không hôn cả hai. Không, tôi nghĩ cái chắc ông cô, nào đó anh vừa kiểm chắc cái bữa cô Tường Minh có mở lớp để chỉ các ông hôn. Nó có anh Kevin cái này của anh Kevin dạy, không phải của Tường Minh. Ngay từ đầu chương trình hồi xưa Cà Phê Sáng là anh Kevin đã có lớp dạy hôn rồi, hôn nhóm chân. Tôi đề nghị hai người mở hai lớp. Đâu, cái đó là cái phản ứng không. Chứ đâu có phải hai cái đó khác nhau anh Vũ Kiếm. Tôi đề nghị hai người mở hai lớp, anh hướng dẫn cho phái nữ, cô hướng dẫn cho phái nam. Thôi nước sông không không chạm nước giếng, không ai đụng chạm ai hết. Dạ, hướng dẫn thì được. Dạ, vừa rồi có lớp có nhiều cái lớp hướng dẫn đúng không? Cái gì cũng phải học thôi, cũng vui. Thôi trở lại với đề tài ngày hôm nay đang nói chuyện này, anh nói qua cái hôn làm cho em cũng bị chi trí quá. Ngày hôm nay thì bởi vì hồi nãy có nói là hai đề tài, một cái là nó tương đối là nó nặng nề, hay không phải là nặng nề nhưng mà nó hơi serious, nghiêm túc. Bây giờ thì cái đầu tuần khởi đầu cho nó nhẹ nhàng thôi, bởi vì Tường Minh thấy rất là nhiều người ha bàn tán về cái vấn đề này. Có một hôm đó đi trong một cái lễ cưới thì người nói chứ ui đi muốn sexy cỡ nào thì sexy, mấy cái cô dâu phụ đi vô lễ cưới trong nhà thờ không có được mặc sexy như vậy. Lát nửa chiều đi tiệc ở ngoài đó thì muốn sexy bao nhiêu thì sexy, muốn hở bao nhiêu thì hở, còn đi vô trong nhà thờ cô dâu phụ chỉ nên mặc áo dài hay cái gì nó kín đáo hơn, tại vì thường thường mấy cái áo dạ hội của mấy cô dâu phụ thường thường nó hay hơi hở một chút ở trên vai, hở vai hở này kêu tùm lum. Thời trang fashion thôi. Dạ, nhưng nhìn nó bình thường, tụi mình thì thấy rất là dễ thương, bình thường, không có gì hết. Cái chuyện mà hở ra cái vai ra một chút hay là cái áo hở tay thì cũng ok, đối với con mắt mình nhìn thì nói là như vậy, nhưng mà đối với con mắt của nhiều người khác thì cảm thấy cái đó không được. Hay là người thì tụi mình nói cái người này ăn mặc sexy ha, đẹp hay gợi cảm ha, nhưng mà đối với người khác đó là lại nói ôi cái cô bé đó ăn mặc khiêu dâm. Quan điểm của anh Kevin sao về vấn đề này? Thì cái vấn đề là em thấy hở tí thì dễ cạo gió thôi chứ có gì đâu. Tức là anh nhìn một cách rất là thực tế. Tôi thì tôi thường là tôi phóng khoáng lắm, nhưng mà vấn đề này thì tôi hơi bảo thủ. Mà tôi nghĩ nếu mà Chúa không bị đóng đinh chắc Chúa xuống Chúa cũng nhắn nhủ. Thì đi vô nhà thờ nhà thánh mà lễ cưới thì những cái áo dạ hội, áo dạ hội là nó đã như vậy rồi, áo dạ đồ hội nó có cái đồ mà nó trên này khổ ghê. Cái nhà thờ là nơi tôn nghiêm cô em, không phải là nơi cô đi trên cái sàn két quát để cô biểu diễn thời trang. Không phải là biểu diễn thời áo trang, áo mặc đã như vậy rồi, chưa kể mấy cô còn điệu cong cớn đi cũng kiểu mà giống như đi két quát thời trang nhìn ngứa mắt. Thì bởi vậy cái đó mới là đưa ra một cái chủ đề của ngày hôm nay, đó là rõ ràng nó có một cái ranh giới rất là mong manh. Yes. Giữa không mong manh, ranh giới rõ ràng nha. Nhà thờ là nơi thờ phượng, nơi tôn nghiêm. Cái nhà thờ là em chỉ đưa ra một cái ví dụ nói thôi. Nói chung là nó... những cái chỗ mà tôn giáo đúng không? Tôn giáo không. Thờ, cái đó là một cái ví dụ thôi. Chùa cũng vậy. Nhiều thứ đó. Tại vì cái lễ cưới thì là trang phục của lễ cưới thì các cô dâu phụ thì họ mặc đồ như vậy á. Những cái áo dạ hội đồng như vậy thì họ mặc từ sáng tới chiều. Cái đó là một cái ví dụ nha, không có khai thác vô cái vấn đề đó trong cái ví dụ của Tường Minh. Tường Minh chỉ đưa ra cái đề tài. Không, để tôi nói thêm cho nó hết ý. Không, cô lên á, tôi sẽ quên cái điều này. Dạ. Thời trang cho một cái buổi đám cưới đó, nhà thờ khác, ở trong nhà hàng khác, tại sao không... Thì làm cái điều đó. Ghi nhận ý kiến của anh, nhưng mà để đưa ra cái chủ đề của ngày hôm nay. Không phải chủ đề đó hả? Trước khi mà Tường Minh mời quý vị gọi vào...
chủ đề đó là cái ranh giới mong manh giữa gợi cảm và khiêu dâm. Chứ không phải là mặc áo hở vai trong nhà thờ. Dạ vâng, không okay. không không nói về cái đó là một cái ví dụ. Bởi mà... bởi tại sao đưa ra cái ví cái đề tài của ngày hôm nay là có nhiều người nhìn vô thì đối với nhiều người khác họ nhìn thấy họ thấy ok, không có vấn đề gì hết. Không có hở ra ngồn ngộn thì là ok rồi, hở vai một chí tí cũng không sao. Cái này nó khó nói lắm, ngay trong nhà thờ bây giờ giả sử anh Vũ Kiệp có người á, tùy người, có người họ thích áo dài nên họ nhìn cái áo dài họ thấy u cái này gợi cảm quá, cái này khiêu dâm quá, nhưng mà có người thì họ là thích cái áo đầm thì mỗi người mỗi khác. Bây giờ có cái này khó nói lắm. Yeah. Tôi thì đó bởi vậy mới là mong manh. Nếu không phải ở nhà thờ, ok, tức là không phải chọn trong nhà thờ đúng không? Ở những nơi khác. Giữa ranh giới mong manh từ gợi cảm đi đến khiêu dâm hả? Ồ cái này thì tôi phóng khoáng. Các em cứ việc làm cái đó, cứ việc làm ở những nơi khác. Tôi ủng hộ hai tay hai chân. Yeah. Ra khỏi, tức là ra khỏi từ những cái chỗ tôn giáo là ok. Rồi, cho tới khiêu dâm. Đúng rồi. Em nhà, thì em thấy là... Cuộc đời đó có bao lâu mà em hứng thấy hả? Là, thí dụ như là cho như là trong cái đám cưới đi, đồ dạ hội. Đối với Tường Minh thì cái chuyện mà các cô gái trẻ mặc áo mà nó sát tách hay là nó hở vai một chút xíu, không có hở thu mất, không có lố thì nó không có vấn đề gì hết, nhưng mà không có cần phải trùm như bà sơ. Nó hoàn toàn nó khác bây giờ, thời đại bây giờ rồi, không có phải là giống như hồi xưa đạo hồi hay là cái gì mà phải trùm có từ đầu tới cái tới dưới. Fashion không cần hở nhìn cũng rất gợi cảm thì đúng. Cứ nếu mà nói cô nếu, nên nhớ cái điều đó, nếu mà phân tích ra nói là ô như vậy thì mặc gợi cảm quá, khiêu dâm này cái nọ, thì cái áo dài nó rất là gợi cảm. Cái nếu cái mà người ta là, nói cái, thì sao cái này send message ra cho cái Việt TV 10 year anniversary đó. Ôi đớn đau thân phận đàn bà. Em đã thấy là đàn bà phải nhận những cái sự đó, ai biểu có một cái thân không, hình khiêu gợi. Thì, mà nếu mà che đậy đi thì cũng uổng. Thì anh, cái đó đó, anh nếu anh cầm lên á mà nói ai biểu có thân hình khiêu gợi, anh phải cầm lên Thượng Đế chứ. Thượng Đế tạo ra mà. Thật ra áo dài không phải cần nhìn thấu bên trong như là Kim Vũ nói, là nhìn thấu bên trong mới là khiêu gợi. Áo dài bản thân của nó, nếu mà mấy người Mỹ họ không có nhìn áo dài quen, họ nhìn thấy là họ trợn hết hai con mắt lên tròn xoe luôn. Họ nói là cái đồ này rất là sexy bởi vì nó ôm rất là sát trong cái người của mình. Sát từ trên rồi tới phần ngực rồi tới phần tay, phần eo, rồi còn hở chút xíu ngay chỗ cái lưng quần nữa. Thì nó là bản thân của nó, nếu mình thấy thì mặc áo dài truyền thống nó kín đáo quá, nhưng mà đối với người khác thì cái áo dài đó quá là gợi cảm, quá là sexy. Thì cái đó là cái cách nhìn của người ta, không cần phải xuyên thấu đâu nha. Vẫn là có nhiều người nước ngoài họ nhìn đó. Lần đó mình đi Uber tới nhà thờ, tại vì xe bị hư, thì cái anh này hình như là người người ở đâu Trung Đông á, ảnh tới nhà thờ thấy mấy người con gái trong ca đoàn mặc áo dài đi vô, coi như là hai con mắt ảnh muốn rớt ra ngoài luôn vậy á. Ông nhìn mà ông nhìn giống như là sắp chết. cái chi tiết này là rất đặc biệt, tới độ con gái Việt mà con trai Trung Đông cũng phải tìm tới và chố mắt ếch ra nhìn nữa, là cái đó quá đáng. Không thật, tại vì là mấy họ, cô họ quá gợi cảm cho nên nó đi tìm. Không, anh Vũ Kiểm, anh Vũ Kiểm phải nhìn thấy giữa phân biệt. Ok, cái áo dài chẳng hạn một cái cô mặc áo dài Việt Nam cộng okay. với mấy bà Trung Đông, thì cái anh Trung Đông tối ngày bây giờ anh có thấy được cái bà nào đâu. Tại vì mấy bà Trung Đông đã trùm từ đầu đến chân rồi. Mà thùng tha thùng thình còn anh, mấy anh, cô. Anh Vũ Kiểm thấy không? Mặc áo bây giờ dài anh rất thấy là vừa ra này, anh đi ra anh thấy là người ta họ quấn mấy lớp đúng không? Uh-huh. À mấy cái độ quấn anh thấy có xô đâu. À có anh cũng không thấy tấn công ở đâu và phòng thủ ở đâu nữa, nên là đá ra pháp luôn. Nên thấy. Là bây giờ nhìn thấy anh Trung Đông mà anh thấy các bà các cô Việt Nam ở đó bình thường. Tức cái đó là cái đó là không có gì ngạc nhiên khi mà anh thấy anh choáng hết tòa tháp tháp đôi hả? Cái đó là chuyện thường tình thế thôi. Ngồn ngộn một tòa thiên nhiên. Chưa kể là phụ tùng làm cho nhìn hả ba vòng rất là thôi rõ. Mình khai thác đề tài này đi nha, không có đổi nữa nha. Thì đó okay. cái vấn đề là tôi mới nói là cái ranh giới nó rất là mong manh tùy theo con mắt của người nhìn. Có nhiều người thì nhìn cái đó rất là phóng khoáng, cái đó chuyện bình thường. Giống như hồi xưa có cái chuyện mà đi mặc váy ngắn, có một cái bác đó rất là kỵ mặc váy ngắn, chứ con gái mặc váy ngắn là nó rất là khiêu dâm, không có được.
mini grip á, không có học mini skirt á, mini skirt không có được. Thành thử ra bà mỗi lần bà thấy ai mà mặc cái dạng đó là bà cứ như tức lắm. Từ bác ra bác mặc không được nên bác nhưng mà cuối cùng thì cô con gái Úc là cổ rất là thích cái đó. Cổ đi theo mọi người thấy chứ đó, nói người ta cho giữ đi, bây giờ con của mình như vậy đó, đâu nói được nó đâu, nó toàn là nó thích mặc như vậy không đó, rồi làm sao. Rồi bây giờ rồi từ từ cái thấy cũng quen, cái thấy cũng ok, cũng đâu có gì đâu, người ta mặc ngắn, người ta có cái quần đùi ở bên trong, đâu có làm sao đó, thì nó cũng thay đổi. Thì ra cái chuyện đó là nó nước Mỹ đạo đức suy đồi. Cái chuyện đó là bởi vậy tụi mình thấy là mong manh, rõ ràng là tùy theo cái mắt của nhìn của người ta. Có nhiều người cái cả trong cà phê sáng cũng vậy nữa, có bữa tụi mình mặc hơi hở hở vai cái bà con nói là không tôn trọng người già. Bao nhiêu người già coi ở ngoài mặc áo hở vai ra là không có tôn trọng người ta. Các cụ thương cho cô hàng cà phê đi, cô cũng sắp già tới nơi đấy, rồi hôm nay mà cô không có cơ hội để mà khoe nữa đâu. Có ngày thì chùm tới cổ thì người không khác lại còn gọi vào cơ hội để mà khoe nữa đâu, vào thu nửa đời rồi, không dám đâu anh. Dạ, bây giờ là cái thời buổi này nó different rồi anh, nó không có như cái anh, cổ đồ sĩ của anh hồi xưa đâu. Mặc áo dài đâu có dễ đâu anh. Anh sẽ sai nhiều đó anh. Cực lắm á. Mời quý vị gọi vào 7139311560 về chủ đề của ngày hôm nay. Xin lặp lại một lần nữa, đó là cái ranh giới mong manh giữa cái việc mà người ta nói là khiêu gợi hay là khiêu khích, hay là nói nặng hơn nữa là khiêu dâm. Khiêu dâm. Dạ. Thì quý vị nghĩ như thế nào trong cái vấn đề này, trong cái chuyện ăn mặc chẳng hạn. 7139311560 có nhiều quý vị comment ở trên Facebook. Ví dụ như là Nhiên Ngô nói là đối với em thì ai muốn mặc sao cũng được, chẳng cần phân biệt khiêu gợi hay khiêu khích gì hết. Miễn đẹp là được. Tướng đẹp thì em dòm cho đã thôi. Miễn đẹp là được thôi. Cái thời buổi bây giờ... là cái thời buổi tân tiến quá rồi, bây giờ hiện đại quá rồi, thành thử ra anh không có đối diện với cái điều đó ở chỗ này thì anh cũng sẽ có đối diện những với chỗ cái khác. Tự do cũng phải có cái hạn chế chứ. Miễn đẹp là được, đối với em á là đẹp. Ủa? Anh thấy đẹp là nó đẹp. Ý cổ nói là em đẹp em có quyền. Em đẹp em không có, đừng có còn lâu. Đừng có xấu quá mà còn mà lâu. Cố đó thì là nhìn nó đúng là nó không có hay. Nhưng mà thật ra nếu mà người ta đẹp, người ta mặc đẹp là được. Miễn sao anh thấy đẹp rồi thôi. Bây giờ hồi xưa Thượng Đế sanh ra người ta có mỗi cái, nghe cậu nói không? Mỗi cái lá nho thôi. Miễn đâu có sao. Miễn là anh đừng có xấu quá, đừng có xúc phạm người khác là thôi. Đúng rồi, xấu quá. Xấu quá mà cố quá là quá cố. Người ta nhìn thì người ta dè biểu là phải. Còn nếu như mà mình thấy mình có thể hỏi một chút cái đó, mà mình nhìn thấy nó đẹp, thấy nó ok, thấy nó vừa phải thì không có vấn đề gì hết. Đối với em thì là như vậy, không biết là đối với quý vị thì như thế nào. Quý vị thấy một miếng da, miếng thịt là kêu là ồ, khiêu gợi, nên chỗ này là thôi, không được làm như vậy. Mời quý vị gọi vào góp ý đi. Đang mời nè, mà cái này hình như nó nào? Hơi... Hiện tại này sẽ thế gì hả? Đâu quá, có dám đâu. Quý vị thường thôi không phải không dám, nhưng mà quý vị đợi cho người khác. Coi có người ta nói làm sao rồi quý vị mới để nói coi thử, anh để coi thử là ý kiến của thiên hạ người gọi vô đầu tiên á là ông hay bà, tại vì hồi xưa đó là có chú coi là ông gan hơn hay là bà gan hơn. Dạ. Cái chuyện này thì nói sau lưng thì người ta nói nhiều lắm, người ta thí dụ như từng mình thấy đi trong một cái đám cưới là người ta đã xì xầm rồi, thế nào quý vị cũng nghe những cái tiếng xì xầm. Đám cưới mà không cho người ta ăn mặc sexy nữa thì mà tới chừng nào ở đám tang à? Họ đã nói trong nhà thờ đó. Cô dâu phụ đó mặc áo mà ngang trên này cái là ở dưới là xì xầm rồi sùm hết trơn đó. Bây giờ gọi vô thử coi. Cô dâu phụ là tự vì cái cô dâu chính mặc ăn mặc ấy quá lắng cô dâu chính đã quay nên là mọi người cầm lên. Xong rồi hỏi xíu. Cái gì cũng vậy hết. Thí dụ như là Tường Minh thấy không? Có một cái lần đó nha. Kể cho quý vị nghe để quý vị có thêm những cái chi tiết để quý vị có thể gọi vào trong cái vấn đề mà gọi là sexy hay là không sexy, hay lúc nào kín đáo hay là khiêu gợi hay là lẳng lơ hay là khiêu dâm, nó khó phân biệt lắm. Bây giờ ra ngoài đường quý vị sẽ phải đối mặt hàng ngày ha, thí dụ như kể cả những người những cái bậc tu hành đi, họ cũng phải đi ra đường, họ cũng phải đi ra ngoài xã hội, đủ thứ, đi dự tiệc cưới, họ phải đi ra ngoài, họ cũng sẽ đối diện với rất là nhiều những cái người như vậy.
Bây giờ chỉ cần họ bước ra một cái mall thôi, hay là họ bước ra một cái Costco thôi, cũng có người ăn mặc thế này thế kia đủ thứ hết trơn. Mà cái đi ngồi ăn tiệc thì mình đi làm ra, mình mặc đồ đi làm, thì bữa đó mặc cái rip à, xong cái cô bạn ngồi cái bên cứ lấy cái đồ cứ che cái chân của mình lại, còn nói chứ mắc công như vậy là người kia tối về là mơ. Tại vì cái nó chân có cần thiết như vậy đâu. Đâu phải cái chân cổ bự quá là cổ che lại, người ta nói à tốt khoe xấu à tốt tốt thật, à, tốt khoe xấu che. Thật ra là thành kiến thôi, chứ nếu mà nói là ồ thôi à, người ta tu hành người ta thấy vậy mắc công là người ta về người ta nằm mơ hay là đôi khi tu hành cũng cần phải thử thách chứ. Nhưng mà tôi mới thấy cái đó không cần thiết, tại vì trong xã hội mỗi ngày họ đi ra họ đều phải đối diện với những cái chuyện đó rồi. Nếu mà tâm không tịnh thì không nói làm gì nữa hết đó. Giờ, làm gì mà biến môi thế anh? Anh suy nghĩ gì? Thành thử tôi nghĩ em thấy đó lý do đó, tại sao mới có cái bài của Nguyễn Đức Quang vì tôi là linh mục. Những người làm cái chuyện đó nó không có cần thiết. Dạ. Một linh mục rất dại khờ. Không phải là chỉ có mình nói giới tu hành thôi, mình không phải kiếm. Nói là linh mục hay thầy chùa hay là gì cả. Càng ngày nhất là bây giờ ở Việt Nam cũng vậy, chứ đừng có nói là ở Mỹ này, càng ngày á là các bà các cô là ăn mặc càng khiêu khích à. Nên là cái đó cũng là cái thử thách cho những cái vị mà giống như là đi tu vậy thôi, có gì đâu. Nhưng mà nhiều người đó, nhiều người cứ sợ cứ lo như vậy sợ cái này sợ cái kia, mà tụi mình thấy không có cần sợ cái lo đó, bò trắng răng. Cái sợ không cần thiết. Tại vì hả, cái tâm của người ta tịnh rồi thì bữa nào cái gì, nếu mà muốn nói cái đó đó, mời thử các thầy, các cha interview thử. Interview thử. Cha nó no problem thôi, có gì đâu. Thiệt, thật sự bây giờ người ta đã được học hành, người ta đã được huấn luyện để mà người ta handle những cái chuyện đó rồi. Thành thử ra và cứ thì đúng trên cô này mặc như vậy là thế nọ thế kia, mình thấy đó trên hơi, thực tế là các ngài đã qua những cái giai đoạn thử thách đó rồi, cho nên mới được thủ phong linh mục. Cho nên chúng ta cần phải cầu thêm ơn bền đỗ, có ơn kêu gọi vào qua những cái thử thách đó rồi. Cái chuyện đó của các ngài mình không dám bàn, không dám loạn bàn. Nhưng mà bàn thẳng tới vấn đề thực tế là cái vế, cái phía từ những các cô, những cái người mình tạm dịch. Như tôi tạm đùa nghịch, tôi nói là những cái thành phần coi như là sa tăng đó, tức là cái yếu tố làm cho người ta bị vấp ngã đó, tức là phải có cái gì đó chứ. Thì cái bước đầu tiên là cái gì? Là cái trang phục. Trang phục đi vào nơi tôn nghiêm, nó có những cái quy luật, quy định của nó. Đúng chưa? Đâu có thể nào mà anh đi nhà thờ mà anh đi lộc xà lộc sạch nhếch nhác anh đi vô nhà thờ, nếu nữa anh đứng ở ngoài cuối nhà thờ anh không, thông công cũng được không, nhưng mà anh khoan để tôi đang nói về cái quy định, cái quy luật của từng những cái nơi thờ phượng. Cái đã, em đẹp em mặc một cái bộ đồ đẹp, yes welcome, Chúa cũng welcome nữa, nhưng mà nó quá sexy làm chia trí những người khác. Cái đó thì nên suy nghĩ lại. Thì đúng, không có nói là quá. Cái đúng gì không? Mà quá thì không có tốt. Bây giờ với người thường á, với người thường á là người ta họ welcome rồi. Ok. Bây giờ chỉ ảnh hưởng cho những người tu thôi đúng không? Ừ. Đôi khi đó là cũng là một cái bước để sàng lọc. Từ trên đó đâu có đủ chỗ để chứa nhiều đâu. Không, tôi bị chia trí hoài à. Ừ, tôi cái, nói đó, là, không cái phải, đó là lỗi, có nói đó, cha. Đó là lỗi tại anh. Đối với các thầy các cha thì không có chia trí rồi. Mà chia trí mấy cái người tôi đi giữ kìa. Đang, đúng rồi. Chia trí những người đúng mà giống như anh nè. Vũ Kiểm kìa. Đúng. Thì đâu có sao đâu. Tôi đang lắng động tâm hồn để mà hướng về trên bàn tại thánh nghe lời cầu nguyện tự nhiên. Anh lắng động chưa đủ. Ngồn ngộn một tòa thiên nhiên đây à. Cái đó là anh không có tập lúc trung. Đó không thấy Chúa ở đâu nữa hết á. Cái đó là lỗi của anh chứ không phải lỗi của ả. Ok no, anh không có lỗi hết. Lỗi của trời cái xanh, người ả, trời xanh ả là nhưng như mà, vậy rồi. Nhưng mà anh tập trung anh cái không đó tập trung. Anh tập trung nhiều lần thì lúc đó là anh sẽ ok. Anh không có bỏ ra ngoài tai được những thì cái diễn không. Biến tôi xung nhắm quanh. Mắt lại tôi lại thấy cái tòa tháp đôi. Thì tôi cái đó không là cái trí của được. Anh rồi. Cái tâm của anh rồi. Cái đó là anh phải đóng không được tội. Cái đó là lỗi giúp của anh. Tôi xa. Đừng có để tôi xa trước cám dỗ. Thì lúc đó đọc đừng kinh mang đi. Tòa nhà thiên nhiên vào nhà thờ. Mời một thính giả trên đường dây 9450. Xin mời 9450.
Alo, alo, alo. Lô, tôi xin góp ý. Alo. Dạ. À, dạ, tôi xin góp ý, tôi là chú Lê ở Missouri đó cô. Dạ, dạ, chú Lê, lần đầu gọi vào phải không? Dạ, lần đầu gọi vào. Cuộc bàn luận này hay quá, nên tôi xin góp ý là chú là gan vấn đề mà dạ tôi chú Lê ở Missouri. Dạ. Dạ tôi muốn góp ý là cái vấn đề mà cái trang phục của người phụ nữ mà trước cái đám đông hay là bất cứ ở chỗ nào đó là tùy cái tâm của cái người đối diện. Ừ. Tùy cái tâm nó mới sinh ra những cái lời nói hay là những cái hành động nó khác nhau, hay nó tốt hay là nó xấu. Ừ. Cái đó là do cái chính cái tâm của mình mà thôi. Thì à, cái mình cũng dạ thế tôi ý tôi là như vậy. Anh dễ bấn loạn, thành thử ra anh trách người ta mà không có chịu trách mình. À. Anh thấy cái anh bấn dạ, loạn cái lên đó rồi. Là cái làm cho anh bấn loạn đúng đúng. Dạ 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 thì cái tất cả là do cái tâm của mình mà thôi. Dạ. Thì nhưng mà tôi chưa tu đủ để mà tốt. Có được một cái tâm khác người, tâm tôi tà lắm. Thành thử ra giúp tôi đừng có để tôi bị xoa trước cám dỗ. Bây giờ mình không giúp mình thì mình kêu thiên hạ giúp mình là như thế nào? Bây giờ mình về mình luyện tập đi để cho mình đó khi mình đi thiên hạ giúp tôi được cái đừng có đi ngồn ngồn trước mặt tôi. Dạ đúng rồi, anh kiểm cần phải luyện tập chứ anh không không phải là vì mình yếu đuối mà mình bắt người ta phải giúp mình. No. Tôi luyện tập tự tôi không được, tôi cần phải có người hướng dẫn. Bây giờ nếu mà có cách thực tế nhất á, mang một em thật đẹp thật xinh ngồn ngộn đứng trước mặt tôi, ngày nào cũng đứng như vậy cho tới khi tôi chán, tôi luyện được ngay. Không, cái đó là thực tế. Em chỉ chỗ cho anh. Anh Kevin có chịu chỗ cho anh lắm. Ngày tối cái anh ra đó anh đứng anh ngó. Okay, anh bỏ cho nó ít xu nữa, nó lại nó cạ cho anh rồi anh sẽ luyện tập. Ở đây kiếm đâu ra vậy? New York mang ra. Anh muốn kiếm đó là kia. Cái thực tế nhất để ở kia ở Times Square mới có bỏ cái đồng qua đời vô hôm bữa kiếm ra đây mình không biết có mình đi trách chứ thiên còn hạ. Đại ca Beo Lẹ cũng không có cái màn đó hả? Không lấy đâu có luôn hả? Dạ mời một khán giả kế tiếp ạ. Ok thôi xui cho tôi có phải rồi. Tôi không ạ? Dạ. Dạ phải cô. Vâng ạ, xin chào tất cả quý vị đang theo dõi trên đài cùng các anh các chị sinh viên. Tôi chị có thể gặp lại cái chủ đề hôm nay một lần nữa coi. Dạ thưa, ranh giới mong manh giữa cái vấn đề gọi là gợi cảm và cái vấn đề gọi là khiêu khích hay là khiêu dâm á. Vâng, thì tôi thấy là thế này. Thí dụ như cái bộ quần áo mình mặc đồng ý là nó nếu nó hở hang quá mà nó đi vào một cái chỗ mà nghiêm trang cung kính thì mình nên để ý một chút xíu, tại vì cả hai bên, cả từ cái tâm của cái người đối diện nhìn cái người mặc bộ quần áo đó và cả từ cái người chủ của cái bộ quần áo đó, cái người mặc quần áo đó đã có cái ý gì khi mặc hở hang đi vào cái chỗ nghiêm cung kính như thế. Mình không có bàn cái vấn đề là vô chỗ nghiêm trang thưa cô, tại vì cái này nói chung nghĩa là cái ranh giới thôi. Mình đương nhiên thì tất cả những người nghe ở ngoài ai cũng đồng ý là không có nên mặc hở hang quá lố để đi vô những cái chỗ thờ phượng trang nghiêm, cái chuyện đó là dứt khoát hoặc là không. Tụi mình cũng không bao giờ ủng hộ cái chuyện đó. Nhưng mà nó chút, ví dụ như là một cái cô, cái này là cái ví dụ, một cô giáo phụ mặc cái áo nó hở ra cái vai thôi, thì như vậy là có quá hơi không? Không, không sao. Yeah. Tại vì cái tiệc vui của người ta và với cái tuổi trẻ người ta có quyền mặc. Uh-huh. Và trong một cái buổi tiệc là vui, không có sao cả. Tôi thí dụ bây giờ, nếu mà nói về vấn đề ăn mặc, mình phải có một cái sự suy nghĩ và mình đang đứng ở cái vai trò gì để mình có thể mặc những cái đó để khỏi có làm cho kêu là vướng bận những cái người xung quanh. Tôi thí dụ một bà mẹ vợ mà trước mặt con rể mà cứ mặc hở hang coi gì được, thấy không? Là tại vì mình phải có cái sự đắn đo khi mình tới dự. Còn nếu mà chị đưa ra là cô dâu, cô phù dâu mặc một cái áo, một cái long dress hay một cái áo dài, một cái kiểu mới, nó hở vai, hở cổ, không sao.
Còn cái chuyện mà cái người mà đối diện mà ngắm mà cảm thấy nó xin lỗi là dục vọng nó nổi lên đó, đó có là tùy người ta. Là lỗi của họ. Còn các cô vâng, còn các cô trẻ có quyền. Các cô trẻ có quyền mà. Tôi trách người ta nói là tại sao lại mặc hở như vậy cho tôi đồng lòng. Không mà nhưng mà thế này, xin lỗi cho tôi được nói một câu như thế này. Tại sao các bà các cô hay mặc khiêu khích rồi lại trách người ta là hiếp dâm? Tại sao? Tại sao khiêu khích rồi để cho người ta có những cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu óc, rồi người ta hiếp dâm thì lại đi thưa? Nhưng mà cô cho cháu đứng trên thêm một chút xíu này. Hồi nãy cô nói là bà mẹ vợ mà mặc đồ mà sexy quá với con rể đó, thời này nó khác cô ạ. Đôi khi con rể lớn hơn mẹ vợ cô nha. Không, nếu như không mà cô nói cái này thì cho Tường Minh phản biện cô một chút xíu. Ở Ấn Độ họ không có mặc đồ sexy, họ bị hiếp dâm rất là nhiều. Thành thử ra cái chuyện hiếp dâm không phải là vì phụ nữ mặc đồ sexy. Mình đang nói ở Mỹ nhưng mà nói là tại vì mặc đồ sexy nên bị hiếp dâm thì yes, đó, tôi đồng ý với lại chị vừa mới nhận xét cái chuyện này, chuyện có thật. Cái vụ con yêu râu xanh Weinstein ở Hollywood đó, ngay một nữ sinh viên ở Dallas mình này làm cho CBS, cái phong trào Me Too nổ ra, bao nhiêu quý chị phụ nữ lập coi như là phong trào vô trong cái đó để mà tấn công lại ông. Chỉ có cái người phụ nữ duy nhất là xứng ngôn viên nữ đặt lại câu hỏi y chang như cô vừa nói đó, tại sao quý bà quý cô không nghĩ chính mình làm cho mấy thằng trả thèm? Tại vì quý vị mặc đồ sexy quá, đi đúng, qua liếc mắt vậy, đưa tình vậy quá. Vậy thì thiên hạ bây giờ phụ nữ là phải mặc trùm từ trên đến dưới giống không như người đậu hồi à? Không, nghĩa là trùm từ đúng trên xuống dưới. Cô biết sao không cô? Cái bây câu giờ, nói của bây cô là, đó bây giờ là đúng. Tôi xin nói cái vụ mà hồi nãy cô gì đó nói là bên Ấn Độ mặc kín đáo vẫn bị khiêu dâm, vẫn bị hiếp dâm. Tại vì cái xứ đó là xứ nóng. Mình đang nói cái vấn đề ăn mặc hở hang khác. Tụi mình muốn lật ngược lại cái tranh luận với cô một chút xíu, là cô nói là tại vì hở hang nên bị hiếp dâm. Thì tụi mình muốn chứng minh cho cô là không phải chỉ có ăn mặc hở hang mới bị hiếp dâm. Ở cái xứ nóng hoặc cái xứ gì đó, người ta mặc rất là kín đáo, người ta vẫn bị hiếp dâm như thường. Thành ra cái tôi, đó không phải là tôi cái vẫn nói là anh thua cả hai bên. Mình đi tới đâu mình phải biết cái cách ăn mặc. Đó là cái người biết cách ăn mặc. Còn thì cái người đối diện nhưng mà cái vấn đề mình tranh luận cái chủ đề ngày hôm nay đó là cái ranh giới nó mong manh đó cô. Suy nghĩ đó. Cái đầu óc người ta suy nghĩ, người ta có cái suy nghĩ nghĩa là không được đẹp hay bẩn thỉu thì cái đó là mình không cấm được người ta. Nhưng chính cái hình ảnh của mình ăn mặc đã tạo cho người ta có cái sự suy nghĩ đó. Yeah. Thành ra mình đừng nên trách, nếu mà mình có quyền ăn mặc nhưng mà nó tùy nơi tùy chỗ, đừng quá hở hang. Tại sao cái áo dài mình cũng sexy? Nó sexy tại vì nó bám sát vào người nhưng nó không có để hở thịt. Nó không có để hở thịt nhiều. Còn cái kia hở nửa ngực rồi lại mặc skirt thì nó lại sắp hở lên cái vùng cấm địa đó. Anh thử. Dạ cái đó thì cũng, dạ, thấy cũng nó theo quá. Cái cách nhìn rồi, của cô thôi. Cháu dạ muốn thêm cho cô một vài thứ này. Thứ nhất á, để mà clear cho cô Tường Minh á, bên Ấn Độ ok, cái tình trạng đó xảy ra đó là do luật pháp của Ấn Độ. Thì bởi vậy luật bên pháp mình... của Ấn Độ độ mà nếu mà để mà đối với những cái kẻ mà hiếp dâm đó, cái luật pháp đó không thể tưởng được. À, không thể bao giờ mà nghe cái luật đó, không có thể chấp nhận được. Một người bị hiếp dâm mà nói là phải cần có 4 người làm nhân chứng thì là kiếm đâu ra vậy? À, nên là cái chuyện đó, những cái luật pháp của Ấn Độ đó là nó tạo, có thể là ngay cả những người làm luật Ấn Độ đó cô, cái tư tưởng của họ đã bậy bạ rồi, họ muốn tạo cái điều kiện để họ được hưởng thụ cái chuyện đó. Nên cái đó, đó là ở một... Ở Mỹ luật pháp rất là chặt chẽ, có ăn mặc hở hang chút, các anh cũng không dám rờ vô đâu. À, nên đâu là cô... Không, cô nếu mà hở vai, ok. Yeah, còn cháu... cái này là tôi xin đính chính rằng bà mẹ vợ mặc những cái quá sexy trước mặt những con rể. Chứ không phải... Tại vì mình biết mình ở cái vai vế đó, đồng ý con rể già hơn, già hay trẻ, cái chuyện đó không cấm trong cái vấn đề, yeah, nghĩa là tình dục. Mà tạo cho một cái sự đó và mình biết mình ở đang ở cái cương vị nào. Yeah. Làm sao mà con gái, đôi khi có những con gái nó ghen với mẹ nó.
Yeah. Quý vị có biết là thế không? Yeah. Thành ra mình nên kín đáo, mình bên ý tứ một chút thì mình mới dạy con mình được. Yeah. Vâng. Ba mẹ vợ đó là thuộc là ức hiếp người khác quá. Từ mình thấy đúng thì đó là ý kiến của cô thì rất là tôn trọng. À, đúng kìa. Dạ. Ba mẹ vợ đó là tối ngày ức hiếp con rể làm sao nhưng mới chịu được. Từ mình thấy thời nay có rất là nhiều những cái người lớn tuổi, người lớn ha, lớn tuổi rồi. À, cũng trên 60 rồi mà họ giữ được cái thân hình của họ rất là đẹp. Họ đi tập gym rất là đẹp. Và họ đi chung với gia đình, họ cũng mặc bikini rất là đẹp luôn. Họ bảo là bây giờ lớn tuổi rồi, có dâu có rể rồi, không có được mặc đồ hở hang nữa. Thì cái đó tụi mình cũng phản đối luôn. Cảm ơn cô nha. Phản đối luôn. Em đẹp em có quyền. Người ta tụi mình thấy nè, ở ngay Bel Air mình nó có một chị này nè, có cháu ngoại rồi ha, nhưng mà chỉ đi tập gym bụng 6 múi đàng hoàng, rất là đẹp, lúc nào cũng là mặc đồ rất là sexy, khá là nổi tiếng. Mình thấy đẹp. Tức mà là đi... chỉ cần mình nhìn mình đẹp, bất chấp mà thiên hạ nhìn mình bất cũng thấy đẹp. Bất chấp bố mẹ, bất chấp đạo đức suy đồi. Ủa? Bất chấp hết everything. Đâu có suy đồi đâu anh, đâu phải là mặc cái bộ đồ bikini là suy đồi đạo đức đâu. Đạo đức là đạo đức. Cái ăn mặc của mình nó đúng chỗ, nó good. Nếu mà anh mặc trật chỗ thì anh mới nói là không đúng, nhưng mà anh mặc đúng chỗ. Quý vị gọi vô cãi thay tôi tiếng. Đúng rồi. Anh tự nhiên thấy cô kia mặc cái bộ bikini chụp hình bỏ Facebook cái này. Ồ, đạo đức suy đồi. No, người ta vẫn có đạo đức đàng hoàng, đâu có thể hiện bằng cái bộ đồ mặc ở trên người của họ đâu. Nào, mời một thính giả trên đường dây. Hello, dạ phải tôi. Dạ xin chào. Dạ, chào quý đài, tôi là Hương. Nghe đài thì có đề tài cũng nóng. Thành ra góp ý kiến một chút cái riêng của mình. Như mình là người Việt Nam thì nói ngay. Mình có cái thuần phong. Thuần phong của dân tộc mình, nếu mà tự mỗi người hiểu được và gìn giữ cho chính mình cái ý thức của nhiều người đó, nó sẽ kéo theo cả một con cháu mình, cái thế hệ con cháu nó kế tiếp đó, thì nếu mà giữ được thì nó có cái riêng của cái người Việt Nam. Cái vấn đề đi vào nhà thờ mà lễ cưới thì đó là cái ngày đặc biệt, cái ngày nó khác cái mọi ngày hành lễ. Thì tôi nghĩ tuổi trẻ nó ăn bận theo cái kiểu mà phụ dâu, nó cũng xinh thôi, cũng không có quá đáng, nó không phải là cái vái mình đang nói. Dạ, nó hở một tí, ok, không sao. Cái đó là một ngày, nó khác mỗi ngày. Còn như mình bình thường mình đi lễ, đi tới cái nơi nó trang trọng thì xin cũng ý thức để giữ gìn cái sự trang nghiêm mà. Mình, chắc chắn, yeah. Ngay từ đầu thì tụi mình nói cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà ở đây mình đang muốn nói là có nhiều cái ngày lễ, cái ngày vui của tuổi trẻ, ngày vui của tuổi trẻ thì mình cũng phải hòa nhập vô nó. Chứ mình khe khắc quá thì cũng không nên. Tôi nghĩ là nếu như mình giữ gìn được gì, cái gì riêng của người Việt mình á, mình tôn trọng cái người xung quanh, đó là thể hiện cái sự tự trọng của mình thôi. Đừng để mất nó. Thì tôi chỉ có ý kiến vậy thôi. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Vấn đề cô cũng đưa ra đó. Nhưng mà anh Vũ Kiểm, cô Tường Minh cổ nói là khiêu khích hay là khiêu gợi hay là khiêu dâm, mà chỉ có hở cái vai thì làm sao gọi là làm sao khiêu, chưa đủ cái bờ vai để tôi khiêu vũ nữa, làm sao khiêu nổi tôi. Thì thành thử ra mới hở cái vai thôi mà có gì biết điều đâu. Đúng là không có biết điều đối với anh, nhưng mà tụi mình đã gặp những người họ rất là lên án, rất là cực lực ngồi bên cạnh mình luôn. Cái đó là mấy người mà ô phán xịn quá. Thì đúng, giống như là cô nãy anh Bùi Kiếm. Phải tôn trọng người đối diện, mình mặc hở là mình không tôn trọng người đối diện. Thì cái đó tụi mình cũng thấy rất là thắc mắc. Tại sao là khi mà mình mặc hở một chút xíu là mình không có tôn trọng người ta? Tụi mình cũng bị người ta nói luôn. Lên TV phải tôn trọng những người già, cô mặc áo hở vai vậy không tôn trọng người già. Tụi mình rất là thắc mắc tại sao mà tụi mình mặc cái áo hở vai là không tôn trọng người già. Thế cô nói với người ta làm sao? Thì người không biết phải nói làm mà sao cái đó luôn. Mình phải làm sao vậy? Giả sử giống như là 100 người mà có một người cần sơn thì không cần phải quan tâm. Tại vì quý vị, mình đâu có thể phục vụ cho 100 người. Mình chỉ phục vụ 99 người, mình phục vụ số đông thôi chứ. Rõ đúng không, Vũ Kiếm?
khôn nhà dạy chợ, ra đường thiên hạ thắc mắc tại sao mặc đồ sexy hở hang vậy, không biết trả lời về thì đây đó. Lợi dụng quán cà phê để nói. Đúng, phải lấy ý kiến. Cái đó không được. Không phải lợi dụng quán cà phê mà để mình nghe thêm ý kiến của cái này người ta gọi là smart in house đó. Đúng rồi. Khôn nhà dạy chợ. Đúng thì rồi. Người ta nói như vậy thì mình phải lấy ý kiến coi là quý vị nghĩ như thế nào trong cái vấn đề này. Mình nghe ý kiến của số đông xem coi tại sao một người phụ nữ mặc cái áo hở vai một chút hay là mặc cái đồ sexy một chút là bảo là ồ mình không có tự trọng, mình không có tôn trọng người khác. Lý do tại sao quý vị nghĩ như vậy? Chúng tôi xin rồi. Mời. Nhiều đôi khi là có nhiều người họ cảnh sơn là cô không look good mà cô lại ăn mặc hở hang. Đúng rồi. Người ta bớt. Đúng. Từ mình soi gương thấy cũng ok, không có đến nổi quá. Nên giữ thuần phong mỹ tục. Rồi, dạ. Đó, cái vấn đề là như vậy. Mời một khán giả kế tiếp trên đường dây ạ. Xin chào. Ok, 3976. Ok, chú Hải nè. Xin chào cô Bé Sáng, anh Bục Kiểm và Ngô Đình. Chị Tâm Minh. Nói về cái đề tài hôm nay, những chuyện ăn mặc thở khang, hay là khiêu dâm, hiếp dâm gì đó, thì tôi đối với chú Hải nha. Những phụ nữ hiện nay tất cả ở đâu cũng vậy, nếu ăn mặc nó mặc mô đồ áo dài này kia cái nọ hay là tất cả những gì chú Hải thấy nó rất là đẹp, dầu sống coi cũng vẫn đẹp, mà tất cả những chuyện mà đám tiệc này kia nọ ai muốn mặc mini này kia cái nọ chỉ trong đám thôi, ai muốn mặc gì mặc coi cũng vẫn được thôi, còn nếu ra ngoài đám rồi đừng nên sexy, đừng nên hở hang, đó là không có đẹp. Vì cho nên tất cả mọi việc gì á nó mới xảy ra. Sao? Tất cả nhiều câu chuyện. Chú ha? Ơi, trên đường mà người sao ta tới cả? Một cái tiệc thì người ta phải đi qua đi đường chứ làm sao mà coi nó ngoài đám. Mà ca sĩ hát mà ăn tôi mặc nói hở là trong nhảy đám mà chúng ta coi như vậy. Ra đường, ra ngoài đường, đi ra bình thường đó, tôi nói bình thường đừng nên bikini, đừng hở hang, đừng có khiêu gợi, đó là không có tốt cho người phụ nữ. Anh Hải. Cho nên tất cả nó ngấm vào máu rồi. Nó ngấm vào máu dạ, rồi bây giờ ra đâu vào đâu nó cũng vậy hết á. Dạ. Tại sao mà chú cảm thấy cái đó là chú không thích? Tại sao chú không thích? Bây giờ anh Bục Kiểm, anh nên nhớ rằng chị Từ Minh, chỉ bảo dọ, chỉ bảo hộ cho chị không à. Chỉ bảo hộ tất cả những chuyện gì hở hang, tất cả cái gì chị cũng là bảo hộ cho chị hết. Anh có nghĩ cô có cái máu đó nó ngấm vào người cô không cái đã trước khi tiếp. Anh Hải, anh có nghĩ cô mới suy nghĩ đó không? Sao? Cô nghĩ như thế nào? Cô có cái máu nó ngấm vô người là cô thích hở hang. Ừ. Ngấm vô người rồi. Đúng không? Bây giờ chị bảo hộ cho chị cơ mà. Cho ok nên rồi. Nói chuyện thôi. Hôm nay chị mình có đông quý vị lắm nha. Để nóng mình, rồi. Dạ. Không phải. Rất là đông quý vị gọi nên thì mình đó, sẽ ngắn gọn lại. Thì đó tức là nóng rồi. Dạ. Bye anh Hải. Rồi chúng tôi xin mời một thính giả kế tiếp trên đường dây với số cuối là 7236. Xin chào Cà Phê Sáng. Dạ. Theo em thấy thì thôi chứ ông bà mình cũng nói hả, đẹp thì khoe mà xấu thì che, thì nếu mà người ta đẹp thì người ta có quyền ta khoe thôi, có gì đâu. Còn nếu mà người nào mà không có đủ nắng, không đủ gì á thì tập cho mình á hả, làm sao cho nó cứng cáp hơn. Nếu mà anh Kiểm muốn á thì anh Kiểm có thể một là đi Hooters, hai là đi mấy cái mấy chỗ đó xoàng quá. Anh nghĩ tôi vô Hooters hả? Anh nghĩ tôi đi Colorado trượt tuyết hả? No, tôi đi chỗ cao cấp hơn, xoàng. Còn không á thì anh có thể đi tới đường West Ham với đường Richmond á. Không, khu tôi mà không có đi xuống phố những cái chỗ đó. Thì đó thành ra anh ra ngoài anh cái đụng tí cái là anh bị bấn loạn. Không nhiều đi xuống mấy chỗ đó thành ra bấn loạn dễ dàng quá. Anh phải từng bước chứ. Đúng rồi, từng bước đúng rồi. Cảm ơn anh Sơn nha. Đúng rồi. Anh Sơn này ảnh còn chưa biết đi Colorado trượt tuyết là gì nữa mà làm sao mà. Thì rồi. Đang thử lửa ông coi sao. Rồi, mời một thính giả kế tiếp ạ. 6656. Xin chúc sức khỏe Cà Phê Sáng. Dạ, chào chị. Xin lỗi là dạ mình có ý kiến nhưng mà sẽ đụng chạm một số người, mình xin lỗi trước, mình chỉ là ý kiến của mình. Giống như là người đẹp vì lụa lúa tốt vì sân đó, hoặc là chỉ không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Thì phụ nữ khi mà người ta ra đường phải cho người ta diện một chút xíu để có một ta tự tin trong cuộc sống, cũng như là để cảm thấy rằng mình yêu đời và mọi người nhìn mình tôn trọng một chút. Có
có nghĩa là không phải là mình hở hang một cách, hở vai không không thành vấn đề, mà theo mình nghĩ cái vai chỉ là cái bờ vai làm cho cái người khác chú ý, mà thực sự là mình mặc cái áo đó màu gì và hở có hở vai và hở chỗ nào hay không là quan trọng. Nếu mình hở quá nhiều thì đó là một điều lố bịch. Rồi có Việt Nam mình thấy mặc tương đối đỡ hơn là da màu và người Mỹ bây giờ, thậm chí có nhiều người mặc mặc đồ lót ra đường luôn. Mấy cái đó thì nó quá là thấy là không không được một chút nào đối với mình được phụ nữ. Cho nên theo mình nghĩ là có hở chút vai mà thì cũng không làm một vấn đề gì hết. Quan trọng á là trong cái đầu mình có suy nghĩ gì không, có gì người mặc chính đáng mà trong đầu rất là bệnh hoạn. Đó là lý do mình nói là một cái đây là cái này phải cho phụ nữ. Tại bây giờ thế giới này bây giờ cuộc sống ngắn ngủi lắm, để cho người ta sống yêu đời một chút xíu thì cảm thấy là tự tin hơn và chút xíu cảm thấy bắt làm bài sơ hoài à? Dạ. Không được. Không được. Giọng giống ông thầy không, giáo không, dài vậy sao luôn. Không được. Bây giờ các anh này, các anh ta đừng thấy mấy cô mặc mà hơi hở chút xíu, anh có thể anh các anh có nhìn ông nhìn chứ đúng không? Cho nên là mình cho phụ nữ một chút tự do đi. Không, nó sẽ đi quá trớn. Cho được xin được một sẽ vòi vĩnh thêm. Không được. Không, em nói là đây là mình hở vai thôi, còn những chỗ khác thì mà không nên đúng hở. Rồi, nó hở, hở vừa phải, cái như là không vai cho cũng luôn. Là cái chỗ tế nhị. Vai cũng là một trong những cái điểm yếu, những cái huyệt. Bới tóc cao lên hở cái ót rồi nói chị ơi, em đừng có hở cái ót ra, nhìn cái ót sexy lắm. Riết rồi thôi, tôi hỏi đầu chị mới là ngày xưa tại sao mà phụ nữ Tàu có cái luật hoặc cái tục bó chân, không được nhìn cái gót chân. Nhìn cái gót chân đàn bà nó sexy lắm. Xưa là cái vai ơi, cũng vậy. Anh đi về xưa, thời đồ đá từ ngàn anh ở xưa đi. Cho tới ngàn nay nó vẫn là như nói, vậy. Anh mà nói câu từ ngàn xưa tới ngàn nay anh coi chừng là làm bản quyền của chú Hoàng, chú Hoàng nhắc anh theo đó. Mà nói tới cái gót chân là cấm anh vô tiệm nail. Cảm ơn chị nha. Dạ. Bye chị. Có người đó chứ là từ bên bữa nay ăn mặc đường nói nẻo. Thì bởi mà mặc, lại còn cãi hăng nữa. Mặc gì tới trên cổ mà nói chuyện là nói ra là binh vực cho khuynh hướng hở hăng. Kỳ quá. Mời một thính giả kế tiếp trên đường dây nha. Cảm ơn chị đã gọi vào. Người ta gọi là treo đầu dê bán thịt cọp. Đúng rồi. Tại hôm nay trời lạnh nhá. Trời lạnh ăn mặc mà hở hăng ra rồi cảm lạnh à. Cạo gió sớm. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Dạ em chào anh Bưu Kiểm, chào anh Seven, chào chị Tùng Minh. Dạ. Chào anh. Dạ. Em theo em nghĩ tất cả mọi sự đều phục vụ cho nghệ thuật hết, nên ăn thua là cái người họ nhắm cái nghệ thuật đó thì cái tâm họ nghĩ như thế nào thì cái đó mới là khiêu dâm, khiêu gợi và khiêu khích thôi. Anh Seven, anh Bưu Kiểm và chị Tùng Minh. Dạ. Nên em nghĩ muốn ăn mặc như thế nào thì tùy, nhưng mà cái người đối diện họ biết thưởng thức cái đó là cái nghệ thuật hay không. Còn nếu trung tâm người ta mà nghĩ tới khiêu khích, khiêu dâm, khiêu gợi gì đó thì cái đó là ăn thua cái người đối diện thôi. Nên còn riêng Bảo thì rồi, Bảo không anh có Bảo. Cái... anh Bảo phải không? Dạ. Anh đâu có thể nào anh chứng minh, tí dụ anh ra một cái phiên tòa ra xử vì cái người đó làm cho cái nghi can này con tình yêu đương vô tình chợt dậy có cái hành động hiếp dâm. Anh không có control được anh không, thì anh đừng nói đúng không, phải, sao? Không có nói cái chuyện đó. Có ri nhiều khán giả lắm. Dạ, dạ, nói dạ đúng rồi. Đã. Cái nói này dạ. Anh nói rồi, cái chuyện mà ăn mặc hở hang làm cho người ta hiếp dâm là đã không, là mình không, đã bàn rồi. Không, tôi muốn... Không, thấy không? Cô anh đang sống nói đằng gió. Chờ thật nhanh thôi. Không thể nào nói là tùy theo cái đầu người ta nghĩ thế nào. Anh bỏ óc người ta ra, anh chưa hiểu được. Anh mà đụng tới người ta là anh ở tù ráng chịu vậy thôi. Đơn giản. Nhá, anh đang sống nói đằng gió, nó không đúng, có lo chứ. Không có đằng sống đằng gió gì hết. Bây giờ cái luật không có được đụng tới, anh đụng tới là anh sexual harass, anh đụng tới đi. Tôi ăn mặc họ đó, anh lại đang đụng tôi. Cái tù ráng chịu. Cái đó different. Đâu có phải là đồ ăn người ta để ngon quá, anh tới anh bắt anh nói tại gì đồ đang ăn ngon nói quá. Là no. Tùy theo cái đầu của người ta nghĩ, tôi đang tranh luận cái yếu tố okay. Đó. Mời một khán giả kể anh tiếp. Kiểm anh nói là thôi, tôi chỉ xin được coi menu thôi. Ừ. Cấm rờ vào hiện vật. Mời một khán giả trên đường dây 2131. Dạ, chắc cà phê sáng. Hôm nay tôi thấy bàn luận cái này cũng vui. Nhưng đây là cái ý kiến của tôi và cũng của những người đàn ông nha. Thì theo tôi thì đúng là bận nồi anh tập đồ anh đó ngửa kìa. Thì, dạ.
Tại sao bà cô dạ. lấy ý kiến ở đâu mà của người đàn ông nữa hay vậy? Dạ tại vì tôi em trai tôi đông lắm. Dạ, em trai có 10 đứa là dạ. 10 anh là hết. Dạ, bây giờ như vậy. Đúng là khi mình đi tiệc tùng mình mặc cái đồ cái áo hở vai cũng rất là đẹp. Nhưng mà tùy những nơi giống như anh Vũ Kiểm nói là đúng. Tại vì mình không có, có nhiều người á, họ tánh họ rất là đàng hoàng. Nhưng mà đôi khi, khi mà nhìn một cái người mà quá đẹp đó, họ cũng có một cái ý tưởng hơi tà một tí xíu. Cái đó là tôi tổng kết những người bạn bạn của tôi và những người em. Dạ, thì đôi khi họ cũng có cái ý tà một tí xíu. Thành ra mình mặc đồ có đẹp hay không với mình cũng phải tùy theo cái lứa tuổi để mà mình mặc. Giống như chị nói 60 tuổi mà đi ra mặc bikini tôi thấy là không được rồi. Nó dị hợm lắm. Người ta đi biển thì người ta mặc bikini chứ không. Không, không, nó dị hợm, nó chuế lắm. Không, không thể nào mà. Dạ, chị cho tôi nói như vậy. Chị xưa lắm rồi, thiệt luôn. Quá dạ, không, không, không. Không, không, để cho cô nói. Chị cho tôi nói tí xíu nha. Như vậy, tại vì dáng người chị có đẹp đi nữa, chị mặc được một bộ cái áo mà loại mà áo tắm mà một mảnh nó vẫn là rất là đẹp, rất là sexy. Nhưng mình 60 tuổi mà mình hở cái bụng ra, hở cái mông ra, mình làm sao mà bằng một đứa mà 25 tuổi trở xuống được chị? Thành ra mình là không dạ đem người xấu đúng không? Không dạ, nhưng mà cái đó thì đúng là vậy. Còn cái người á, chị để ý đi, những người mà họ thường người đàn ông á, họ nhìn cái người đàn bà có đẹp hay không á, đôi khi họ bị cái tà dâm của họ nổi lên. Tại vì ba tôi nói đó, những khi á, nhiều khi người ta nó bị cái khiêu khích cái người đó quá đẹp. Mà thông thường chị thấy là người bị hiếp dâm là người nào dưới 25 tuổi, chứ chị 60 tuổi là nó cũng thèm hiếp dâm chị đâu. Dạ, và cái người đó dạ. Với lại bởi vậy mình có sexy hay không là mình bảo vệ cho mình. Chứ còn có những người đó trước mặt đàn ông mình đi tới đi lui, lẽ đương nhiên cho dù họ cái dù họ có không có tà đi nữa, tự nhiên đập vô mắt họ thì cái óc của họ họ cũng hoạt động như thường. Cái mình bị hiếp dâm hay không là do bản thân của mình tạo ra, chứ không có phải là do cái người đàn ông nữa. Đôi khi đó mình bảo vệ cho mình, ví dụ như chị, giống như những đứa trẻ, chị thấy tại sao những đứa hiếp dâm là bị gì, nó bận một cái áo, một cái quần sọt mà chị thấy nó lòi cái mông ra không? Cái đó chính cái bản thân tôi là người đàn bà, tôi nhìn thấy nó vẫn sexy như thường. Thì đó, vẫn thấy, chị thấy sexy là thấy rồi. Dạ. Cảm ơn chị nha. Cái đó thành ra tôi thấy là nếu mà những cái gì đó mình bận là mình vừa thấy đẹp, nhưng mà chị mặc một cái áo sơ mi trắng nha, mà chị bận cái quần jean chị vẫn bận thấy sexy. Dạ. Thì đó, cái đó sexy thì ra mình vẫn vẫn đẹp vậy. Nhưng mà quan và cái mông rất là mong manh, thành ra cái quan trọng là mình bị đánh thức bởi người đàn ông đó, tánh có nó bị tà dâm hay không là từ người đàn ông, cho nên mình bảo vệ mình thì mình mặc đồ làm sao cho nó đẹp là được rồi. Dạ. Cô ơi đàn ông mà nó không tà đó là nó bê đê là đàn ông. Bởi vậy mới đưa ra cái chủ đề của ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ nè, có những người họ muốn là cái áo của tôi nó đi vào lòng người thì họ mới mặc chứ. Không phải cái chính xác đúng không? Tức là có chủ ý. Yeah. Cái ý kiến của chị cuối cùng này kết thúc cho chương trình cũng rất là hợp với Tường Minh nghĩ. Ủa hết giờ rồi hả? Dạ vâng, bởi vì đó, chị đã đưa ra một cái vấn đề đó, là không phải là mặc một cái áo bikini thì cảm thấy nó sexy. Có nhiều khi đó sexy là một người mặc một cái áo sơ mi trắng nó cũng là sexy. Bởi vậy mình mới nói là cái ranh giới nó vô cùng là mong manh. Theo như cái nhận định của người khác, có nhiều người mặc hở ra nhưng họ vẫn không có sexy. Họ vẫn không có khiêu khích, không có khiêu gợi. Giống như là chị nói là cô gái 25 tuổi với lại một cái bà 60 bà mặc đồ như vậy. Nhưng mà tùy theo như người nhìn, thành ra nó vô cùng mong manh. Không có thể nào nói hở vai là khiêu khích hay là cái người 60 tuổi, tại sao 60 tuổi rồi còn mặc bikini. Tụi mình từng chứng kiến những người 60 tuổi họ mặc mà mình phải nói ngưỡng mộ luôn, vô cùng là đẹp. Cấm tiệt. Ước gì là tới tuổi đó mình cũng đẹp như họ để mình được mặc bikini giống họ luôn. Tôi cái đó là tiệt. Đẹp theo tuổi 60 thôi. Làm sao cô chưa vừa rồi cô nói rất là thực tế. Làm sao mà 60 mà cạnh tranh với cô 20 được. Ủa đâu có cạnh tranh. Mình đẹp như mình thôi, chứ mình không có cần cạnh tranh với cô 20. Không có so sánh. Anh thích cô 20 rồi. Thì anh đi kiếm cô 20. Nhưng mà đối với những người đó họ đẹp
trong cái lứa tuổi 21 của họ ông chê là quắc rồi mà 20 làm gì có cửa. Thành ra cái chuyện 16. Mà người ta ăn mặc người ta đâu có phải là ăn mặc như vậy để cạnh tranh với cô 18 có 20 đâu, các anh làm nói sao thấy vậy là sai. Mỗi lứa tuổi nó khác cô nhau. Cô rồi có chẳng cả chẳng đứng cái tư tưởng đúng mà mặc bikini. Nói quá cơ thật. Mình vẫn phải giữ dáng để cho tới 60 tuổi mặc bikini. Anh đâu có quyền gì anh cấm em. Tôi đâu nói cô đâu. Hoàn toàn không có một cái quyền gì để anh cấm em. Cổ đại diện cho đàn ông là từ nhà của anh em trai rất là nhiều. Ok, cổ đã làm survey rồi. Maximum 10 người thôi, trên thế giới này 10 người là số nhỏ. Vâng nhưng mà chị thương. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Mình tranh luận với nhau để cho nó vui, để cho quý vị có thể suy nghĩ. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê Sáng lần sau. Kính chào quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-5888. Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com. 1-855-855-5888. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982.